Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nguy cơ tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi, các địa phương đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên phát triển loại hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm, du lịch làng di sản làng nghề. Chú ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời tiết nắng nóng kéo dài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm, thiên tai làm 43 người chết, 130 người bị thương, ước tính thiệt hại về kinh tế gần 3.400 tỷ đồng. Đây là những con số được Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố. So với thiệt hại do thiên tai gây ra trong cùng kỳ năm ngoái, số người chết trong 6 tháng đầu năm nay cao gấp 2,6 lần, còn thiệt hại về kinh tế cao gấp 7 lần. Theo dự báo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, 6 tháng cuối năm sẽ xuất hiện khoảng 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta. Do đó, các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai, đặc biệt là các hình thái cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, mưa lũ lớn và bão mạnh. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với lũ lớn và đặc biệt lớn. Với tình huống bất lợi trên diện rộng, đơn vị đã có phương án chỉ đạo ứng phó với lũ lớn trên một số hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Đến năm 2023, các cơ sở chăn nuôi trừ động vật làm cảnh, động vật làm thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường sẽ phải di rời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi thuộc các quận, huyện, thị xã. Đây là nội dung đáng chú ý thuộc một trong những dự thảo nghị quyết quan trọng vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua. Hầu hết các đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành việc ban hành nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Theo đó, kể từ khi nghị quyết có hiệu lực đến năm 2023, cơ sở chăn nuôi ở các quận, 4 phường của thị xã Sơn Tây và các thị trấn của 5 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, các khu chung cư tập thể cũ, khu đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã sẽ không được phép chăn nuôi và phải di chuyển ra khỏi khu vực trừ nuôi động vật làm cảnh, động vật thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. Hà Nội sẽ dành trên 13 tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân trong giai đoạn 2020-2023, đồng thời hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay xây dựng cơ sở chăn nuôi mới, dự kiến nguồn kinh phí hơn 39,3 tỷ đồng. Dịch tả lợn châu Phi đang tái bùng phát tại một số địa phương của tỉnh Điện Biên khiến người chăn nuôi vô cùng lo lắng và ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tái đàn trong bối cảnh giá lợn đang tăng cao. Tính đến ngày 28 tháng 6, toàn tỉnh Điện Biên đã có 7 xã thuộc các huyện Điện Biên, Mường Trà và thành phố Điện Biên Phủ tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn phải tiêu hủy gần 90 con, trọng lượng gần 2,5 tấn. Theo Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên, tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, việc tái đàn thì phải rất thận trọng. Thế thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo là đối với các hộ chăn nuôi mà chưa có dịch ý, và chủ động được con giống thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để áp dụng các biện pháp kỹ thuật làm sao đảm bảo cho đàn an toàn. Thế còn đối với những cái hộ chăn nuôi mà đã có dịch tả lợn châu Phi xuất hiện năm 2019 hiện nay ý, thì việc tái đàn thì cũng cần phải cân nhắc và đặc biệt phải thực hiện tốt cái vệ sinh chuồng trại thật kỹ trước khi đưa tái đàn. Dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho các hộ chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên. Đến nay, dịch bệnh tái bùng phát tại một số nơi, cộng thêm nguồn cung lợn giống khan hiếm, giá cả tăng cao, khiến người dân đang đứng trước nhiều nỗi lo khi có ý định tái đàn. Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, để bảo vệ đàn lợn và ngăn chặn dịch bệnh lây lan bùng phát trở lại, ngành thú y và các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 4.000 con lợn. Theo Phòng Chăn nuôi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, nhờ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cho công tác tái đàn và phòng chống dịch bệnh, nơi đến nay toàn tỉnh đã có gần 430.000 con lợn, tăng 70.000 con so với thời điểm xảy ra dịch bệnh và chưa phát hiện ổ dịch tả châu Phi nào tái phát. Tuy nhiên, do giá lợn hiện tăng cao nên nhu cầu tái đàn của người chăn nuôi là rất lớn. Cộng với điều kiện bất lợi của thời tiết, nắng nóng kéo dài làm giảm sức đề kháng của đàn lợn, khiến bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ cao tái phát và lây lan trở lại. Để bảo vệ đàn lợn cùng với sự tích cực vào cuộc của các ngành chuyên môn, người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch. Ngoài định kỳ tiêm phòng, khử trùng tiêu độc,
chống nóng cho đàn lợn, cần áp dụng nghiêm ngặt chế độ chăn nuôi an toàn sinh học, chỉ tái đàn khi điều kiện chuồng nuôi bảo đảm, nhập đàn vật nuôi khỏe mạnh và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Xã Thạch Yên, huyện Cao Phong là xã nghèo vùng cao 1-3 năm, thuần nông của tỉnh Hòa Bình. Thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp nên đời sống người dân nơi đây hiện vẫn vô cùng khó khăn. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 40 km, có khoảng 1.200 hộ và gần 5.000 nhân khẩu, gồm dân tộc Mường chiếm trên 98,2%. Thạch Yên có nhiều tài nguyên có thể phát triển du lịch sinh thái, lịch sử tâm linh và du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng ngắm vẻ đẹp của những cảnh quan đang dần được khai phá như điểm ruộng bậc thang, nơi con người đã phải trải qua hàng trăm năm xây đắp mở mang kiến tạo. Khu thác Tài Đai nổi lên như một bức tranh thủy mặc, sơn thủy hữu tình, là khu thác nước tự nhiên kết hợp với cảnh quan núi rừng tự nhiên. Trải qua thăng trầm của thời gian, mảnh đất và con người Văn Lâm ngày nay vẫn còn giữ được những mái đình giếng nước, nếp nhà xưa cổ kính, bảo tồn được những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp mang đậm bản chất thuần Việt. Đây chính là tiềm năng lớn để phát triển loại hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm, du lịch làng di sản làng nghề. Làng Nôm, xã Đại Đồng là một trong ít địa phương còn giữ được cấu trúc và hình thái nguyên gốc của làng Việt truyền thống khoảng 400 năm trước. Các thành tố của làng truyền thống là chùa Nôm, chợ Nôm, đình Tam Giang, cầu Nôm, cổng làng, những ngôi nhà cổ cùng cảnh quan không gian gần như còn nguyên vẹn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, được sự định hướng của các cấp chính quyền, người dân địa phương đã nêu cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử. Người dân làng Nôm chúng tôi là kể cả những người ở địa phương và những người xa quê thì đều là đồng tâm hiệp lực và mang cái tiền công đức về để xây dựng, tôn tạo cho đình và chùa. Thì không chỉ là làng di sản, làng Nôm còn nổi tiếng với nghề đúc đồng truyền thống. Chợ cầu Nôm trước đây là nơi mua bán sầm uất phục vụ cho nghề đúc đồng. Hiện nay toàn xã Đại Đồng còn hàng trăm hộ làm nghề đúc đồng đang dần tiếp cận với việc đón khách tham quan du lịch. Là một người con của làng nghề đúc đồng truyền thống, bản thân tôi luôn luôn ý thức được, thứ nhất là phát triển tay nghề, trau dồi kiến thức, sản phẩm tinh xảo hơn. Và cái thứ hai là luôn luôn hướng tới là để làm cái thương hiệu ngày một bay xa hơn, nhiều người biết đến, đón được các cái tour du lịch. Không chỉ có làng Nôm, huyện Văn Lâm còn nổi tiếng với các di tích, trong đó có di tích quốc gia đặc biệt chùa Thái Lạc, bảo vật quốc gia bệ đá sư tử chùa Hương Lãng, đền Ghênh thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, làng trồng và chế biến dược liệu Nghĩa Trai. Thì trong thời gian qua là Văn Lâm cũng xác định phát triển du lịch trên địa bàn là một trong nền kinh tế quan trọng để góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững của huyện. Thì Văn Lâm đã đấu nối tất cả các cái hệ thống giao thông kết nối giữa các di tích lịch sử và các làng nghề truyền thống. Hai nữa là tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân mà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động trong cái lĩnh vực là du lịch. Ba nữa là các cái công trình ví dụ vui chơi giải trí này, rồi các cái cơ sở lưu trú này thì chúng tôi được tăng cường để phục vụ du khách. Tại hội thảo phát triển mô hình làng nghề du lịch và làng di sản du lịch trong khu vực đồng bằng sông Hồng do trường đại học xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức mới đây, các nhà nghiên cứu đã đánh giá rất cao tiềm năng phát triển du lịch của huyện Văn Lâm, mà đặc biệt là làng Nôm, và chỉ ra những hướng phát huy các tiềm năng đó. Di sản mới chỉ là tiềm năng, còn sản phẩm du lịch lại là một bước để chuyển hóa tiềm năng đấy thành sản phẩm du lịch. Thì hiện nay chúng ta mới chỉ có tiềm năng, chúng ta chưa chuyển hóa nó thành sản phẩm du lịch, cho nên chúng ta chưa khai thác được thế mạnh của cái làng Nôm. Đấy, tôi nói ví dụ như là cái giá trị văn hóa nghề nông, thì nếu bây giờ chúng ta đến cánh đồng hiện nay chúng ta cũng chưa đem ra phục vụ du lịch được, vì chúng ta chưa có trung tâm trải nghiệm. Ví dụ như là làng Nôm đến thăm đình thăm chùa xong nhưng bảo du khách muốn mang mua cái gì mang về thì cũng chưa có. Thì đấy, cái khó là chúng ta chưa hình thành một mô hình bài bản để từng bước hình thành những cái bộ sản phẩm du lịch, các dịch vụ du lịch cho khách. Thì khi có đủ như thế thì tất cả tiềm năng ấy nó mới tỏa sáng được.
Để phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh thực sự hiệu quả và bền vững, đòi hỏi các ngành các cấp, các đơn vị quản lý kinh doanh, du lịch và người dân địa phương phải phối hợp chặt chẽ toàn diện, cần có những chính sách riêng cho phát triển du lịch cộng đồng, trong đó phải tính đến việc hỗ trợ giải quyết việc làm cho các hộ gia đình tham gia làm du lịch, quy hoạch, tổ chức xây dựng xóm du lịch cộng đồng, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch, giúp người dân quảng bá và đào tạo nhân lực. Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai, nhiều địa phương đã có sự thay đổi căn bản, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần được nâng cao, môi trường được cải thiện, an ninh trật tự nông thôn được đảm bảo, đã tạo nên diện mạo mới cho nhiều địa phương. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai đã tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Tỉnh Lào Cai hiện có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2019, tỉnh Lào Cai có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên 7% một năm. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Xây dựng chương trình nông thôn mới thì trên địa bàn đã tổ chức cho bà con đi đổ đường bê tông. Hiện tại đổ được tuyến đường bên hõm dưới với lại bên hõm trên được 2 đến 3 km. Đối với tỉnh Lào Cai thì ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai có rất nhiều đổi mới từ khi nhận thức của đồng bào chưa được và coi đó là của công trình nhà nước, nhưng từng bước hiện nay đã rẽ lên một phong trào là thôn bản từ hàng xóm láng giềng cho đến người dân đều nhận thức rằng các công trình này là của người dân và người dân tham gia đóng góp. Để phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành địa phương tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, đường thôn, liên gia do nhân dân tự thực hiện, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các chính quyền các cấp, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, quan tâm chỉ đạo đầu tư thực hiện xóa đói giảm nghèo phải thực sự bền vững, không chạy đua thành tích. Thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn sinh sôi, điều này gây ra các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa. Đặc biệt năm nay nắng nóng ở miền Bắc kéo dài và ở mức nhiệt cao nhất trong 27 năm qua, thì vấn đề an toàn thực phẩm càng trở nên đáng lo ngại. Bởi nếu không đảm bảo được nguồn thực phẩm tốt thì rất dễ bị hư hỏng dẫn đến ngộ độc. Vậy nên trước hết chính người dân và các hộ kinh doanh cũng cần chủ động phòng, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Mở cửa hàng được 30 năm nay, chị Nguyễn Thị Hiền cho biết, bánh cuốn là loại món ăn mà nguyên liệu phải được chuẩn bị rất kỹ, bởi nếu không cẩn thận, thời tiết nắng nóng sẽ làm bột bị chua và hỏng ngay sau vài tiếng đồng hồ. Không chỉ bột mà các nguyên liệu làm nhân hay rau sống ăn kèm cũng phải chuẩn bị thật sạch và tươi. Mình bán buổi sáng là tôi là phải rửa vào buổi sáng, sạch sẽ, thịt thế cũng phải bảo quản sạch mà lấy tươi. Và bột cũng phải là sạch sẽ luôn và những cái chậu trước khi mà đổ bột ra đấy là phải tráng sạch. Mùa nắng nóng kéo dài kỷ lục như năm nay tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung khiến việc đảm bảo an toàn trong hoạt động buôn bán kinh doanh thực phẩm là một yêu cầu cấp thiết. Theo quan sát của phóng viên, các tiểu thương đều phải tăng cường các thiết bị làm mát để bảo quản thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống. Đậu phụ nó hay bị hỏng thì buổi sáng chúng tôi lấy ít thôi, buổi trưa lại lấy nữa, tuy giá nó đắt hơn một tí, nhưng mà nó đảm bảo về chất lượng. Nếu không có gì che đậy bảo quản thì các loại thực phẩm đã qua sơ chế sẽ chóng bị ôi, hỏng trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này. Thực phẩm ôi hỏng sẽ gây ra những bệnh truyền nhiễm như bệnh tiêu chảy thương hàn tả và một số bệnh về dung sáng cho người ăn. Bởi vậy, ban quản lý các chợ đã thường xuyên nhắc nhở và tuyên truyền cho tiểu thương về những biện pháp phòng tránh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban quản lý chợ là thường xuyên là đôn đốc các hộ kinh doanh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm rất là cần thiết và tuyên truyền trên hệ thống loa. Hàng ngày có cán bộ quản lý ngành hàng đấy cũng thường xuyên là túc trực để kiểm tra giám sát. Theo khuyến cáo của ngành y tế, trong mùa nắng nóng, người dân cần thực hiện ăn chín uống sôi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tìm hiểu cách lựa chọn sơ chế, chế biến bảo quản sử dụng thực phẩm an toàn. Cần chú ý khi sử dụng các loại thức ăn đường phố.
nên mua các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các địa chỉ có uy tín, bảo quản thực phẩm đúng cách, tránh tích trữ thực phẩm lâu ngày để giảm thiểu những nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông và số vụ xử phạt giảm nhưng số tiền xử phạt lại tăng. Tuy nhiên, số vụ vi phạm về nồng độ cồn đang có chiều hướng gia tăng trong tháng 6 năm 2020. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, mặc dù trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng phải tăng cường công tác phòng chống dịch, nhưng với sự chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị định số 100 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành vi của người tham gia giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua, cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Đặc biệt, số người chết do tai nạn giao thông giảm 14,91%, mức giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây. Có một nơi để về, đó là nhà. Có một ai đó để yêu thương, đó là gia đình. Thế nhưng đối với một số người, gia đình lại chính là địa ngục, bởi chính nơi đây họ đã trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Không chỉ có nỗi đau về thể xác mà còn cả những vết thương tinh thần không bao giờ có thể lành lại được. Trước khi ông ấy nghiện hút thì thế là tôi và tôi báo thì ông ấy đạp tôi xuống cầu ao. Thì ông ấy đi gái thì về bảo thì ông ấy chửi đánh nhiều đánh sớt hết cả răng này. Không quên được. Hơn 10 năm kết hôn chính là khoảng thời gian mà chị Đoàn Thị Tê ở huyện Khoai Châu phải sống trong những trận bạo hành như thế. Cứ 5 bữa nửa tháng, chị lại chịu một trận đòn roi vô lý từ người chồng, đầu ấp tay gối với mình. Sống trong cùng một mái nhà, nhưng lúc nào chị Tê cũng nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, chị chọn cách ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới, đưa mình thoát khỏi người chồng vũ phu. Những vết thương trên cơ thể chị nay đã lành, nhưng nỗi đau tinh thần vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nghĩ lại thì nói thật cũng không quên được. Có cái thôi thì giờ các cháu nó nhớ thì là mình nhìn thấy các cháu để mà sống thôi, chứ còn nghĩ đến cái đoạn này đúng lắm không có sống. Bà Vũ Thị Liễu ở thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ có 20 năm gắn bó với công tác hòa giải và là một tuyên truyền viên trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Đối với bà, việc khó khăn nhất chính là việc để nạn nhân của bạo hành lên tiếng, chia sẻ, bởi đối với phụ nữ, việc nói những tật xấu của chồng không khác gì vạch áo cho người xem lưng. Gia đình mà có cái bạo lực như thế thì mình thường xuyên là đến thăm hỏi và động viên chia sẻ. Mình làm thế nào để cho tự mở lòng để chị em nói ra. Một lần thì cũng có thể các chị không nói, nhưng có thể là mình đi đến vài ba lần, cũng có lần thì có thể là đi đến buổi tối. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong 10 năm trở lại đây, có gần 500 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 21 vụ giết người, 24 vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Từ năm 2016 đến nay, Tòa án Nhân dân các cấp giải quyết, xét xử gần 8.000 vụ ly hôn, trong đó có trên 80% vụ án có nguyên nhân liên quan đến mâu thuẫn bạo lực gia đình. Để mà giảm bớt đến dần dần để chấm dứt được cái tình trạng bạo lực gia đình, trước hết là phải nâng cao cái nhận thức của các cái đối tượng, của từng thành viên trong mỗi gia đình, nhận thức được cái quyền, cái nghĩa vụ của mình và sẵn sàng để chúng họ tự bảo vệ cái quyền của họ. Cũng mong muốn là xử lý nghiêm minh đối với những cái vụ án liên quan đến cái công tác bạo lực gia đình để mà có cái việc răn đe. Bạo lực gia đình không chỉ gây ra những nỗi đau về thể xác, tinh thần hay thậm chí là cả tính mạng con người, mà nó còn tác động nghiêm trọng và lâu dài đến cả thế hệ trẻ trong gia đình. Do vậy, bên cạnh sự chung tay của cơ quan chức năng thì việc thay đổi từ chính ý thức và nhận thức của mỗi con người, đặc biệt là phụ nữ, chính là yếu tố gốc rễ nhất để tránh được những nỗi đau mà bạo lực gia đình gây ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.